Mới đầu chấp nhận gửi tới lời chào trân trọng mà đến toàn thể anh em chơi Alo cho mình Tổ quốc. Hôm nay là ngày 18 tháng 11, em tiếp tục cân hạnh giới thiệu đến các một chiếc đầu đến từ thương hiệu của hãng Pioler. Model của nó là PDM560. Lâu lắm rồi em lại giới thiệu model này cho các bác. Model này thì được sản xuất năm 1991, khá là đời mới. Nó sở hữu cái xe ngang của nó là 42 cm, chiều cao của nó là 10 cm và chiều sâu của nó 29 cm. Và nó nặng là 4 kg. Mắt đọc thì dùng mắt đọc của Pioneer rồi, dòng mắt ngược rất là bền, khung kén đĩa chuyển bài rất là nhanh. Còn chip giải mã thì chiếc này dùng con chip giải mã PD2026, chất âm của nó là đều ba giải rất là chi tiết. Bản thân chiếc đồng này về là sử dụng cái ổ đĩa 6 đĩa, nhưng mà về thì hỏi bên đó họ đã thay rồi, họ chỉ dùng một đĩa thôi. Và về phần ngoại hình thì em cũng xin quay chi tiết để các bác được chiêm ngưỡng và cho nội thất để các bác xem. Về phần mặt tiền, chiếc này trang bị cái phần nguồn standby, các bác có thể để chế độ nghỉ để cho đó chúng ta sử dụng. Về phần mặt tiền thì cơ bản là đẹp nhé, cơ bản đẹp. Về phần lắp lưng đây, lưng gắn xi si các bạn, lưng gắn xi si. Đây có chảy nhẹ chút này, cạnh đây có chảy đây, cạnh trên của nó đây, cái trên thì có những vết sức mờ, lưng gắn xi si hơi lõm nhẹ thôi, không đáng kể nhé. Ở phía sau, model của nó là PDM560, điện 100V, công suất là 10W và sơ đi của nó là MB10111118Z. Chiếc này trang bị là một đường analog da và một đường cổng quang da, màu đỏ là bình thường nhé. Dòng đồ sản xuất 91 mà nó có được đường quang rồi. Đấy. Và đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong của chiếc này còn rất là mới rồi, máy móc là zin nguyên bản. Bạn đọc tin máy đây, dòng mắt ngược đây, úp xuống này. Đây là con chip rẻ mã PD2026A. Tụ nọc thì tụ nọc của Ella đây. Ella đây. Đây là phần đáy phía dưới đây. Đáy phía dưới. Đây nó có vết nhẹ này. Và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc và chức năng hoạt động của chiếc đồng này để các bác được thưởng thức. Và chiếc này thì bên em bán với mức giá là 900.000 đồng, em bao phí ship toàn quốc cho bác nào chuyển đủ tiền. Bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại là 0907 23 269, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn nào gần thì qua anh em chọn lựa mua sản phẩm, lúc nào tỉnh xa thì lại trực tiếp với em qua hotline hoặc kết bạn là Zalo em để tiện trao đổi nhé. Số điện thoại em để tiêu đề của video. Thì trong quá trình nhận hàng các bác cứ test kiểm tra, nếu không may sản phẩm bên em gửi đi mà nó có sự cố, giữ nguyên tem niêm phong đóng gói cẩn thận gửi đến bên em, bên em kiểm tra đúng lỗi nó hoàn tiền 100% cho bác, hoặc các bác đổi sang sản phẩm khác tùy tới biết của mình. Còn trong quá trình mà đã dùng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng bên em hỗ trợ sửa chữa nếu sản phẩm bị lỗi mà không thợ sửa. Tiền phí thì các bác thanh toán giúp em. Đầu thì không chắn đĩa, đọc tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng cũng như đĩa lòng trắng. Đây em test một cái đĩa sao chép của Polo đây, bạn thưởng thức thì đầu này bác phải ngửa đĩa lên nhé, ngửa đĩa đặt vào. Lòng đầu này thì nó không báo bài, khi chúng ta ấn play nó chạy thôi. Các bác đặt tay phone vào để cùng em thưởng thức ạ. Ngày mai
em đi. Biển nhớ tên em gọi về, gọi hồn lưu rũ lê thế, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, soi đá trong em từng giờ, nghe buồn nhịp chân mơ vơ. Ngày mai em đi biết nhớ em quay về nguồn, gọi chung dương gió ngập hồn, bàn tay chân gió mưa sang. Ngày mai em đi thành phố mất đêm đèn vàng, hồn lẽ lên vai gọi buồn, nghe ngoài biển đông buồn hơn. Hôm nào em về bàn tay buông lối ngõ, đàn lên cung phím chờ sâu lên. Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về, chiều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao nhiều bước sơn khê. Ngày mai em đi con đã giữ phong rượu buồn, đèn phố ngoài trời dần mây tuôn. Ngày mai em đi biển có bâng khuâng gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng nghe trời gió lòng mà thương. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lòng mà thương. Đọc rất tốt ạ. Tình yêu như trái phá, con tim mù loà, một mai thức dậy chợt hồn những ngất ngây, chợt buồn trong mắt này, rồi tình vui trong mắt, rồi tình mềm trong tay. Tình yêu như vết cháy trên da thịt người, tình xa những trời, tình gần như khói mây, tình trầm như bóng cây, tình gieo vui như nắng, tình buồn làm cơn say. Cuộc tình lên cao vút như chim mỏi cánh rồi, như chim xa lìa bay, như chim xa lìa trời, như chim bỏ đường bay. Tình yêu
trái chín trên cây rụng rơi, một mai thức dậy chuyện trò với lá cây, rồi buồn như lá bay, một dòng sông ngược cuốn, một cuộc tình không may. Tình yêu như thương áo, quen hơi ngọt ngào, rời nhau hôm nào, hồn mình như vắng không, buồn mình như lũng sâu, rồi tình trong yên tĩnh, rồi tình ngoài hư hao. Phép được dừng video thật ở đây. Trước đầu này mắt đọc rất là tốt, chất âm đều và giải, và giá thì bên em bán với mức giá là 900.000 đồng, em bao phí ship toàn quốc cho là chuyển đủ tiền, bạn nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại là 0907 23 269, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.